Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc SG. Hiện nay Cường đang có mặt tại Đồng Tâm Kim Long, Vĩnh Phúc nha quý vị các bạn nhé. Phía trước mặt của Cường đây đó chính là công trình của gia đình nhà anh Vũ Đăng Khôi. Thì là Cường xin phép là sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn về không gian giải pháp của cái công trình lần này, để cho các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình nhé quý vị các bạn. Đó, thì công trình lần này là cái nhiệm vụ, cái đầu bài mà gia chủ đưa ra cho bên Kiến Trúc SG đó chính là làm sao để thiết kế giữa cái công trình cũ và công trình mới, làm sao để cho nó khớp nhất nha quý vị các bạn. Đây quý vị các bạn có thể thấy được rằng là ở phía bên trước mặt của Cường đây, đó, đây là cái chữ tay của Cường chỉ, đó chính là cái phần một cái công trình biệt thự 2 tầng đó, theo cái dạng là kiểu đề co nhẹ nhàng, mái thái đề co nhẹ nhàng thời trước nhé quý vị các bạn nhé. Và tầng lối lên là 5 bậc đó, và bên trên là có một cái thư viện của ông. Ông thì là giáo viên về hưu đó, tên của thư viện ông đặt là Thư Hương Gia Bảo nhé quý vị và các bạn. Đó, tức là sách hay của gia tộc đó. Thế thì nhiệm vụ là bên mình phải thiết kế một cái công trình 3 gian làm sao để cho nó khớp với lại cái công trình cũ này. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là về cái phần đề co hình thức này, về phần đề co hình thức bên mình sẽ vẫn giữ lại cái một số những cái nét của kiến trúc Đông Dương nhé quý vị các bạn nhé, vẫn giữ lại một số cái nét kiến trúc Đông Dương, đề co cực kỳ nhẹ nhàng. Và ở phần bên hông kia thì là cái sơn màu nâu. Sơn màu nâu thì bên mình cũng sẽ sơn một cái giải màu nâu rất là nhẹ nhàng và đề co dập vào rất là nhẹ nhàng, làm cho công trình cực kỳ là làm cho cái công trình là đồng nhất về không gian và hình thức nhé quý vị các bạn. Còn là về phần cảnh quan ở phía trước này thì là đây chính là những cái không gian mà gia chủ là sẽ đặt các bộ bàn ghế uống nước này, hay là một cái hồ cá koi ở đằng trước. Ông thì rất là yêu cây, Cường cũng vậy, nên là Cường về Cường nhìn cây xanh ở đây là Cường thích lắm đó. Ông cũng có rất là nhiều những cái cây như là hoa trà này, hay trà mi này đó, hay là cây cây kia là cái gì tự dưng mình quên tên, mình vừa mua một cái cây rất là to xong đấy, cây mẫu đơn này đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại về cái không gian đấy ạ. Về cái không gian thì phần đằng trước này là phần sảnh. Về phần sảnh thì là bên mình sẽ thiết kế là cái cánh mở sang hai bên để tạo ra chúng ta cái tính chất là chào đón cho cái công trình nhé các bạn nhé. Tức là chúng ta sẽ mở toàn bộ sang hai bên như thế này. Và lối lên của chúng ta gồm có 5 bậc. Lối ở giữa này thì chúng ta để màu đá màu đỏ để nhấn. Còn bên hông bên này thì chúng ta sẽ để màu đen nhé quý vị và các bạn nhé. Và ở đằng trước là cái không gian của hồ cá koi cũng rất là đẹp. Được khi mà chúng ta ngồi ở trong nhà này, chúng ta ngắm ra bên ngoài này, thì đằng trước ở đây đó chính là cái không gian hồ cá koi. Ông cũng chờ có rất là nhiều các cái con cá rất là đẹp ở đây. Con này nó khoảng tầm 3-4 cân, cực kỳ là đẹp nhé các bạn nhé. Và cái tiểu cảnh nước chảy như thế này rất là phong thủy luôn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong cái không gian. Tẹo nữa thì Cường xin phép là lên trên tầng để chia sẻ cho các bạn về cái giải pháp về phần mái cũng như là các cái phần liên quan đến con tiện nhé các bạn nhé. Cường xin mời các bạn vào bên trong cái công trình lần này. Bước chân lên cái phần hiên sảnh thì là các bạn có thể thấy được rằng là cái phần đầu bên hông này, để cho nó khớp với công trình nhà cũ thì bên mình sẽ làm cái lối phần phòng này lồi hẳn ra nhé các bạn nhé, lồi hẳn ra. Và cái phần bên này thì là chúng ta sẽ đẩy theo cái dạng hình chữ L, đi thẳng luôn hình chữ L. Đó. Về cái phần liên quan đến các cái phần cột ở đây. Đó, cột này thì là bên mình lần này làm cột khá là bé, bởi vì là nó sẽ phải kết hợp hài hòa giữa hai cột bên nhà chính và bên nhà phụ. Cột bên này thì là bên mình cũng đang sử dụng ở đây, đó chính là cột 450 nhé các bạn. Và toàn bộ cái phần đằng trước này các bạn có thể thấy được rằng là đứng ở phần đằng trước, ở trước cái cây mẫu đơn này, thì là đây chính là một cái hệ hành lang. Cái giải pháp cho cái hành lang này là thứ nhất là khi mà nhà chúng ta mà có người gọi là cao tuổi thì chúng ta không bao giờ bị cái trường hợp mà chúng ta ngã hay là trượt, bởi vì là chúng ta có một cái lối để đi xuống cái khu vực nhà thờ cũng như là cảnh quan ở phía đằng sau. Tẹo nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau nhé các bạn nhé. Và đây chính là một cái cửa to mở ra. Mình xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường vào bên trong cái không gian.
Về phần hệ cửa của công trình lần này thì gia đình đang sử dụng toàn bộ là hệ cửa gỗ, thiết kế chuẩn hóa các cái thông số, các cái kích thước liên quan đến phong thủy nhé các bạn nhé. Như cái bộ cửa này thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là ở đây là chúng ta có, đó chính là kích thước là bằng 3050 và chiều cao là 28 nhé quý vị và các bạn nhé. Và cửa gỗ hai lớp thì đối với những dạng cửa gỗ dưới dạng cửa gỗ hai lớp này thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì ạ? Thứ nhất là như này, khi mà chúng ta đóng cái cửa này lại thì chúng ta sẽ có cái cảm giác cực kỳ là an toàn, tức là đóng cái cửa này lại thì rất là an toàn. Và khi mà nhà chúng ta đi vắng thì chúng ta hay đóng cái cánh cửa ngoài này lại nhé các bạn nhé. Thế nhưng mà nếu mà đóng cửa ngoài này lại thì nếu mà nhà chúng ta bật điều hòa thì sẽ rất là nóng đúng không? Đó, thế nên là bên mình sẽ thiết kế cũng như là sẽ đưa ra thêm những giải pháp là chúng ta sử dụng thêm những cái cửa kính ở đây, cái cửa kính ở bên trong, thì là nếu mà chúng ta có đóng điều hòa vào thì sẽ mở điều hòa thì sẽ vẫn nhìn ra ngoài cực kỳ là sáng nhé các bạn nhé. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường vào bên trong không gian của công trình lần này. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường vào bên trong không gian nhé các bạn nhé. Vào không gian bên trong thì là cực kỳ là ấm cúng, bởi vì đây là một cái không gian kiểu thiết kế theo dạng là ba gian, nghĩa là ở giữa này là một cái không gian, một cái ba gian ở giữa là cái không gian ban thờ cũng như là ngồi để tiếp khách, bên hông này cũng là một cái không gian để tiếp khách này. Đó, vì nó kết nối với lại cái tầng ở phía dưới như cái công trình giải pháp lúc nãy mà Cường cũng đưa ra cho gia đình, thì cái phần phòng khách lần này là được 46m, kích thước là bằng 8,7 nhân với lại là 6,7 nhé các bạn nhé. Đó, đây Cường ngồi ở đây là cái bộ bàn ghế ngày xưa. Ngồi bộ này thì Cường thực sự đã chia sẻ với các bạn là ngồi những bộ ngày xưa này ngồi rất là thích, cái cảm giác nó rất là gần gũi giữa cái thiên nhiên, giữa không gian và con người luôn, cực kỳ là thích nhé các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là vẫn là một trong những cái không gian phòng khách, nhưng mà với cái không gian phòng khách này là vừa rồi chỗ kia là để tiếp khách, còn chỗ này là để chúng ta ngồi nghỉ ngơi thư giãn cũng như là để xem tivi. Đó, cũng có giường kê phụ cho ông bà nghỉ ngơi ở chỗ này, hoặc là mọi người con cháu về chơi thì có thể ngồi nghỉ ngơi ở đấy nhé quý vị các bạn nhé. Thì phần bên này thì là bên mình sẽ thiết kế một cái tivi. Ông thì là giáo viên nên là ông làm giáo viên cũng rất là nhiều huân huy chương luôn nhé quý vị các bạn nhé, bố của anh Khôi. Vừa rồi thì mình lên cái thư viện ở bên trên kia cũng rất là nhiều sách cực kỳ hay luôn, nhưng mà cũng không có thời gian để ngồi đọc, mình nhìn mấy tên sách mà mình thích quá. Thì ở đây chúng ta có tivi rất là to bảng như thế này. Đây là cái lối để đi xuống cái khu vực phòng bếp, lên cái khu vực cầu thang và ra cái khu vực phòng vệ sinh ở phần bên hông nhưng các bạn nhé. Tại sao lại vậy? Tại vì là như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn là bên mình sẽ thiết kế làm sao để cho nó đồng nhất cái không gian của công trình, thì tổng cái diện tích của công trình lần này là gần 200m2. Đó, diện tích xây dựng sử dụng nó gần 200m2, rất là rộng luôn. Chúng ta sẽ sang bên cái không gian phòng thờ đi để mình chia sẻ cho các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Ở cái tủ này đẹp này các bạn này, tủ ngày xưa mà họa tiết hoa văn như này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, khảm trai ạ. Sang bên này thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng thờ. Các bạn cùng mình xem thì không gian phòng thờ thì là bên mình sẽ đây phần này là sẽ thiết kế các cái cột gỗ và tạo ra diện vòm rất là đẹp, và phần bên dưới này thì bên mình sẽ thiết kế là nâng cốt lên nha quý vị các bạn nhé. Bên trong này thì chữ Hán nôm nên là mình không biết đọc nên các bạn thông cảm cho mình nhé các bạn nhé. Phần bên trong phòng thờ cũng là một trần gỗ rất là đẹp, vừa đèn đó, đèn sáng cực kỳ là đẹp luôn, và có quạt hút mùi ở hai cái phần góc bên ngoài này. Đối với cái quạt hút mùi chúng ta không đặt ở phần góc bên trong nhé các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đi vào thắp hương thì chúng ta nhìn ý, thì nếu mà chúng ta đặt ở các cái phần diện góc bên trong ý, thì sẽ bị một cái đó chính là nhìn thấy. Thế nhưng mà chúng ta để cái quạt hút mùi ở phía ở bên trong gộc hộc góc bên này thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cái cảm giác là bị nhìn thấy nhé các bạn nhé. Đấy là về cái tủ gỗ. Đó, gỗ này giống gỗ hương các bạn ạ. Và toàn bộ các cái bảng ở đây thì đều là ông là nhà giáo đúng không ạ? Nhà giáo nên là có rất là nhiều những chữ câu đối ở đằng này. Phần này thì nâng cốt lên và để cái tông màu gỗ cũng là cái tông màu nâu giống như màu cột và giống như cái màu ngoài nhà, nên là sẽ cảm giác nó rất là cực kỳ là sang và đẹp nhé các bạn nhé. Còn ở bên này chúng ta có hai
hai phòng ngủ đây. Tôi xin phép là chia sẻ cái phòng ngủ bên ngoài này trước cho các bạn. Mà chia sẻ với các bạn là công trình lần này thì chúng ta gồm có 3 phòng ngủ, nhưng mà các bạn có thể làm được lên 4 phòng nha các bạn nhé. Hôm nay thì là ở Vĩnh Phúc nó đang bị mất điện, thế nên là đang bị mất điện rất là ấy. Ở đây ảnh của ông bà ngày xưa đẹp ấy. Rất là đẹp luôn. Phòng bên này thì chúng ta có một cái phòng ngủ nữa, cũng có vệ sinh nha các bạn nhé. Phòng ngủ này cũng có vệ sinh ở đây và có một cái cửa thông ra bên ngoài. Phòng ngủ lần này thì là có kích thước là bằng 14,4 m², một chiều là được 2,3 m đó, và một chiều thì sẽ rơi khoảng 4,1 m nhé các bạn nhé. Và có cái cửa đằng trước mở ra như thế này đó, và bên mình sẽ kê giường ở đây. Thì đối với những cái dạng không gian mà vừa nhỏ nhắn và vừa thoải mái như thế này, dạng mà cái không gian phòng ngủ của chúng ta không nên làm to quá. Đối với phòng ngủ chúng ta chỉ cần làm vừa thôi, khoảng tầm 10 m² thôi, 14-15 m² là đẹp nhé các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ cùng sang phòng ngủ của bên trong. Các phòng ngủ lần này thì đều có vệ sinh hết nhé các bạn nhé. Sang phòng ngủ ông bà mình chia sẻ cho các bạn. Mình xin phép là chia sẻ cho các bạn đây là cái lối để đi vào phòng ngủ của ông bà. Ông thì năm nay là cũng khoảng tầm 85 rồi, bà cũng phải tầm chạc tuổi đó nhé các bạn nhé. Vậy nên là đối với lại phòng ngủ của người già, tức là những người cao tuổi, thì là quý vị các bạn cần phải chú ý một chút, đó chính là các cái không gian giường riêng tư. Và cái thứ hai nữa là các cái khoảng không gian kê tủ đồ này phải đủ rộng để chúng ta ngồi để làm việc hay là chúng ta ngồi để nghỉ ngơi. Như cái phòng ngủ này rất là rộng luôn, phòng ngủ này là được 34,6 m², rất rộng nhưng mà cực kỳ kín đáo nhé các bạn nhé. Đó, đây là phòng giường bà, đây là giường ông này. Đó, chết nhầm, đây là giường bà, đây bên kia là giường ông. Đó, và đây ông bà là ngày nhà giáo Việt Nam, ông đẹp trai nhá. Đấy, đây nhá các bạn nhá. Đó, rất là rộng như thế này, không gian đi lại. Và ở giữa này thì là bên mình sẽ thiết kế một cái cửa. Hôm nay tiếng nó hơi ồn một chút là do là phần máy ở đằng sau là máy phát đang phát nhé các bạn nhé. Còn là khi mở cửa ra thì phòng sẽ cực kỳ là thoáng và sáng, và gia đình cũng thiết kế là hai cửa. Cái giải pháp cửa này thì mình xin phép là chia sẻ với các bạn như thế này: khi mà chúng ta có điều hòa, chúng ta đóng cái cửa này vào và chúng ta mở cái cửa kia ra thì là phòng này sẽ rất là sáng. Đó, đấy, bên trên này này. À, rất là sáng. Thế nhưng mà nếu mà mùa đông thì chúng ta chỉ cần mở cái cánh cửa này ra và chúng ta có cái cửa bên ngoài này là cửa hệ các cái lam chớp. Đối với các hệ lam chớp này và khuôn gỗ lam chớp này thì giúp là thông thoáng cho cái không gian về cái phòng của chúng ta sẽ cực kỳ là thoáng các bạn nhé. Thế nên là khi ở bên HCG thiết kế bao giờ cũng tính toán là thiết kế cái dạng là đối lưu không khí. Nghĩa là ở kia là chúng ta có cửa thì ở đây chúng ta cũng có một cái cửa để mở. Thế nên là các cái phòng ở bên HCG thiết kế kiến thiết cho bà con ấy, thì bao giờ cũng sẽ rất là mát và hài hòa, cảm giác nó cực kỳ là ấm cúng và cân đối cho một cái không gian, cho một cái công trình nhé các bạn nhé. Còn có rất là nhiều những cái không gian nữa hay, như phòng ngủ bên kia thì mình đứng đây mình chia sẻ luôn cho các bạn đi để cho nó dễ nhé các bạn nhé. Phòng ngủ bên đấy thì là chúng ta có cái kích thước là được 17 m, cũng có vệ sinh riêng. Các bạn xem cái hình ảnh trên màn hình TV thì các bạn có thể thấy được rằng là cũng có một kích thước là 2,980 và một chiều sâu của công trình cũng được khoảng tầm 4,1 m nha các bạn nhé. Nên là rất là rộng cho một cái không gian của một công trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên trên mái. Đó, chúng ta lên trên mái để xem cái giải pháp về phần mái cũng như là vật liệu cũng như là cái giải pháp chống nóng như thế nào ạ. Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị các bạn là hôm nay thì Cường đang đứng ở trên cái phần mái của công trình của gia đình nhà anh Vũ Đăng Khôi nha quý vị và các bạn nhé. Thì trên cái phần mái này thì là tại sao mà bên như lúc nãy Cường đã có chia sẻ với các bạn là tại sao là công trình của bên HCG lại thiết kế cái phần mái này cao hơn bên trên. Đó, thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn lại cái công trình nhà cũ kia, đó trên này thì là phần tầng 2 của nhà cũ đó, là thư viện sách của ông nha quý vị các bạn, này là thư Hương Gia Bảo đó. Thế còn là toàn bộ cái phần nhà cũ là gia đình muốn giữ lại và bên mình sẽ làm sao thiết kế để nó ăn khớp và nó hài hòa với lại cái công trình nhà cũ và công trình nhà mới. Thì đây chính là công trình nhà mới và mình đang đứng ở trên cái ban công sân thượng. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng toàn bộ
bộ các cái hệ ở đoạn dưới này cũng được thiết kế bằng các cái hệ con sơn, con tiện nhé các bạn nhé, bằng hệ con tiện. Và nó sẽ để sau và có cái đậu trụ hoa ở đây đó, những cái phào cột ở trên này đó, làm cái điểm nhấn nhé quý vị các bạn. Còn là nó sẽ ăn khớp hoàn toàn với lại cái sảnh ở bên dưới kia đó, tức là ăn khớp hoàn toàn với lại cái phần con tiện bên dưới nhé các bạn. Và cái tông màu mà bên mình cũng đang sử dụng ở đây đó chính là cái tông màu vàng be này, vàng be này, nó cũng giống như cái màu bên dưới và kết hợp với màu nâu, màu rất là cổ truyền nhé quý vị các bạn nhé. Còn là đối với các cái công trình mà phần lan can này này thì là gia chủ đang sử dụng ở đây đó chính là ốp toàn bộ ở trên cái mặt này, thế nên là khi mà chúng ta lau dọn sẽ rất là sạch sẽ cho cái khuôn viên, cho cái công trình của nhà mình nhé quý vị các bạn. Phía ở đây đó chính là cái phần mái mà bên mình sẽ nâng cái cốt lên, nâng cái cốt mái này lên cao đó, tạo ra một cái thế cho một cái công trình nhà ba gian mà không phải là dạng giống như là chúng ta bị thấp đúng không ạ. Chúng ta nâng hẳn cái phần mái này lên này thì đây chính là cái phần mái ngói, đây là chính là cái phần mái ngói. Tất cả các cái phần mái ngói này thì sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ như rất nhiều các video trước thì mình có chia sẻ với các bạn là cái phần rìa mái này sẽ ra là 10 phân, thì cái vịt kèo đầu tiên ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 220. Sau đó thì chúng ta đến cái ly tô ở đằng trên này là 330 nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái phần mái. Và để xử lý chống thấm thì chúng ta sẽ lập sâu ở bên trong và làm cái phần xây nổi lên như thế này đó, để chúng ta tránh cái hiện tượng là thấm vào bên trong cái công trình của chúng ta đấy, ảnh hưởng đến cái công trình của chúng ta. Thế nên là rất là tốt cho cái vấn đề về thoát nước cũng như là chống thấm dột nhé các bạn nhé. Còn là do là cái phần mái này bên HCG nâng cao lên, nâng cốt cao lên để cho nó ăn khớp với đại nhà chính, thì là bên mình sẽ thiết kế ở đây trong này trở thành một cái kho để chúng ta để đồ, kho rất là cao, từ đây lên nó rơi khoảng hơn 4 mét đấy các bạn. Đó, hơn 4 mét lần. Đấy, từ đây lên hơn 4 mét. Và cái phần này thì là bên mình sẽ sử dụng là hệ vì kèo sắt, không phải là hệ như vì kèo sắt, chứ không phải đổ hết toàn bộ để tránh hiện tượng là tốn cái chi phí cho công trình mà chúng ta đặt được rất là nhiều đồ chăn gà trên này nhé các bạn nhé. Đó, đấy là về cái không gian. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường đi ra bên ngoài để tham quan, cảm nhận cái không gian của công trình. Nên là cái tổng quan, tổng thể khi mà các bạn nhìn trừ hình ảnh trên flycam xuống thì tất cả những cái phần mái này, nó sẽ tạo ra một cái sự đồng nhất giữa nhà cũ và nhà mới nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xuống bên dưới. Vừa rồi thì là kiến trúc HCG đã chia sẻ cho quý vị các bạn về giải pháp về không gian, hình thức công trình của gia đình nhà anh Vũ Đăng Khôi nhé quý vị các bạn nhé. Các bạn có thể xem, nắm bắt và áp dụng trực tiếp vào trong cái không gian, cái công trình của nhà mình, rất là hay đúng không ạ. Và bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Bạn nào mà có nhu cầu kiến thiết những cái công trình đẹp thì các bạn hãy liên hệ ngay với HCG để HCG kiến thiết cho quý vị các bạn, hoặc là các bạn hãy liên hệ mình để mình sẽ tư vấn giải pháp không gian hay vật liệu xây dựng kín, các cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể nắm bắt và áp dụng vào trong ngôi nhà nhà mình nhé các bạn nhé. Các bạn giúp HCG nhấn đăng ký kênh để cho bên mình đạt được 100.000 subscribe. Xin trân trọng cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin chào lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.